Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin sức khỏe do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Thưa quý vị, kể từ khi biến thể Omicron được phát hiện vào tháng 11 năm 2021, đến nay ca nhiễm biến thể này vẫn ghi nhận ở số lượng đáng kể. Bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tiếp tục đến với những thông tin mới cập nhật. Omicron, thời gian tồn tại trên biến thể lâu gấp 3 lần biến thể khác. COVID-19, F0 dương tính trong bao lâu? Hậu COVID-19, hai triệu chứng thường gặp nhất là gì? Tiêu chảy hậu COVID-19, ăn gì mau hồi phục? Sau mắc COVID-19, kháng thể tự nhiên ở trẻ kéo dài bao lâu? Bác tư vấn, hụt hơi, khó thở khi nào là triệu chứng hậu COVID-19? Vâng, có thể nói, biến thể Omicron tuy không gây nguy hiểm như biến thể Delta, nhưng nó lại có khả năng lây lan nhanh chóng, rộng khắp. Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản và Trung Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron có thể sống lâu hơn trên các bề mặt so với những biến thể khác. Theo kết quả nghiên cứu này, Omicron có thể tồn tại 193 giờ, tương đương hơn 8 ngày, trên bề mặt nhựa, lâu gấp 3 lần chủng virus SARS-CoV-2 gốc ở Trung Quốc chỉ có 56 giờ, hay chủng Beta có nguồn gốc tại Nam Phi và Delta có nguồn gốc tại Ấn Độ. Nhóm nghiên cứu vẫn tìm thấy biến thể Omicron trên bề mặt thủy tinh và thép không gỉ sau 7 ngày. Virus này tồn tại trên da khoảng 21 giờ, trong khi chủng gốc chỉ tồn tại chưa đến 8 giờ. Theo các nhà khoa học, virus bám trụ lâu trên các bề mặt có thể là một trong những nguyên nhân tiềm tàng và cần giới chức cân nhắc khi đưa ra các biện pháp chống virus lây lan. Tuy nhiên, cần có thêm bằng chứng để giải thích về việc Omicron có thể gia tăng khả năng lây truyền trong cộng đồng hay không. Hiện tại, các chuyên gia cho biết người dân không cần quá lo ngại về phát hiện trên, bởi khả năng con người bị lây nhiễm do hít phải virus cao hơn nhiều lần so với chạm vào các bề mặt bị nhiễm khuẩn. Song, giáo sư y tế cộng đồng Leopold tại Đại học Hồng Kông khuyến cáo người dân nên chú ý lau chùi các đồ vật mà họ thường xuyên cầm nắm như chuông cửa, nút bấm trong thang máy hay tay vịn cầu thang. Thưa quý vị, đối với người bệnh COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đưa ra hướng dẫn về thời gian dương tính đối với COVID-19 cũng như việc cần làm trong và sau khi nhiễm bệnh, cụ thể như sau. Nói về thời gian dương tính của F0, tiến sĩ Matt Binicker, chuyên gia virus học lâm sàng của Mỹ cho biết, phần lớn F0 có kết quả xét nghiệm kháng nguyên hay test nhanh dương tính có thể lên tới 10 ngày. Tuy nhiên, khi xét nghiệm PCR, một vài người có kết quả dương tính tới tận 2 tháng. Vào tháng 8 năm 2020, CDC Mỹ cập nhật hướng dẫn cách ly. Theo đó, F0 có thể tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 lên tới 3 tháng kể từ lần chẩn đoán đầu tiên. Tuy nhiên, lại không gây lây nhiễm cho người xung quanh nếu đã hoàn toàn khỏe mạnh không triệu chứng. Sự khác biệt giữa xét nghiệm và kết quả dương tính trong bao lâu tùy thuộc vào từng loại xét nghiệm và độ nhạy của nó. Theo chuyên gia David Derry, trường y tế công John Hopkins Bloomberg, xét nghiệm PCR tìm kiếm RNA virus hay vật liệu gen di truyền của virus, ngay cả khi virus đã chết, RNA vẫn có thể quẩn quanh đâu đó. Vì vậy, người xét nghiệm có thể nhận kết quả dương tính giả đối với xét nghiệm PCR cho tới tận 2 tháng sau khi nhiễm virus. Tuy không phải là trường hợp phổ biến, nhưng đây là khả năng có thể xảy ra. Trong khi đó, xét nghiệm kháng nguyên hay còn gọi là test nhanh tại nhà thường tìm kiếm protein cụ thể của virus. Theo CDC Mỹ, test nhanh thường kém nhạy hơn xét nghiệm PCR, song trên thực tế, cả hai loại test đều hiệu quả đối với người có triệu chứng. CDC cho biết, phần lớn F0 sẽ tiếp tục dương tính với xét nghiệm COVID-19, ngay kể cả khi đã khỏi các triệu chứng. Do đó, không nhất thiết phải lo lắng về khả năng lây nhiễm virus cho người khác. Tuy nhiên, đối với người có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc các triệu chứng COVID-19 nặng và tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính với virus thì nên thận trọng. Đối với trường hợp này, CDC Mỹ cũng khuyến cáo thời gian cách ly lên tới 20 ngày đối với người suy giảm miễn dịch hoặc mắc các triệu chứng COVID-19 nặng. Những người này cũng được khuyến cáo xét nghiệm COVID-19 khi quyết định bỏ cách ly, tái hòa nhập cộng đồng để tránh lây lan cho người khác. Đa phần F0 có kết quả dương tính với COVID-19 trong vài ngày đầu tiên nhiễm virus. Trong thời gian cách ly điều trị tại nhà theo quy định, tùy theo triệu chứng, thường F0 sẽ âm tính trở lại trong vòng 5 ngày hoặc trong vòng 10 ngày và sau đó có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Song, đối với một số F0, phải mất từ vài tuần tới vài tháng để có kết quả âm tính trở lại. Thậm chí, một số trường hợp vẫn chưa âm tính trở lại dù đã hết các triệu chứng. Mới đây, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật CDC Mỹ vừa đưa ra hướng dẫn những việc cần làm trong vòng 10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
F0 không triệu chứng chỉ cần cách ly 5 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính. F0 có triệu chứng có thể không cần phải cách ly sau 5 ngày nếu khỏe lại và không còn sốt trong vòng 24 giờ. Khi không còn cách ly, F0 được khuyến cáo tiếp tục đeo khẩu trang cho đến ngày thứ 10 tính từ khi mắc bệnh. Đối với trường hợp F0 vẫn có thể dương tính với COVID-19 cho đến 3 tháng sau nhiễm virus nói trên, thì khuyến cáo cách ly thế nào? Trong trường hợp kết quả dương tính dai dẳng, liệu có phải vẫn chưa khỏi bệnh? F0 đã khỏi các triệu chứng mà vẫn dương tính thì nên làm gì? Theo khuyến cáo của CDC và các chuyên gia y tế Mỹ, khi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, F0 không cần làm lại xét nghiệm cho tới 5 ngày sau. Hết 5 ngày mới nên làm lại xét nghiệm để quyết định kết thúc thời gian cách ly tại nhà hay không. Nếu tiếp tục dương tính, F0 nên cách ly thêm 5 ngày nữa. Người suy giảm miễn dịch hay người mắc triệu chứng COVID-19 nặng cũng có thể xét nghiệm vào cuối thời điểm cách ly. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge nước Anh đã tiến hành nghiên cứu đối với bệnh nhân gặp chứng COVID-19 kéo dài. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 trên 10 bệnh nhân bị chứng COVID-19 kéo dài gặp phải các vấn đề về tập trung và trí nhớ vài tháng sau khi mắc bệnh. Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge Anh đã tiến hành nghiên cứu trên 181 bệnh nhân gặp chứng COVID-19 kéo dài. Đa số bị COVID-19 ít nhất 6 tháng trước khi nghiên cứu bắt đầu. Rất ít người bị bệnh với COVID-19 đến mức phải nhập viện. 185 người khác không mắc COVID-19 cũng tham gia vào nghiên cứu để so sánh. Những người tham gia nghiên cứu được tuyển chọn trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, khi biến thể Alpha và dạng bán cầu của SARS-CoV-2 đang lưu hành trong dân số. Trong nghiên cứu, những tình nguyện viên được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ để đánh giá khả năng, ra quyết định và trí nhớ của họ. Chúng bao gồm ghi nhớ các từ trong danh sách và ghi nhớ hai hình ảnh xuất hiện cùng nhau. Kết quả, có đến 78% số người từng mắc COVID-19 gặp phải vấn đề khó tập trung, 69% báo cáo bị sương mù não, 68% cho biết hay quên và 60% cho biết có vấn đề trong việc tìm đúng từ trong lời nói. Một mô hình nhất quán về các vấn đề trí nhớ đang diễn ra ở những người bị nhiễm COVID-19. Theo đó, khả năng ghi nhớ từ và hình ảnh trong các bài kiểm tra nhận thức của các bệnh nhân gặp chứng hậu COVID-19 thấp hơn đáng kể so với người không mắc bệnh. Để giúp hiểu nguyên nhân và các vấn đề trên, các nhà nghiên cứu đã tìm được các triệu chứng có thể liên quan. Họ phát hiện ra rằng những người bị mệt mỏi và các triệu chứng thần kinh như chóng mặt và đau đầu trong thời gian đầu mắc bệnh sẽ có nhiều khả năng có các triệu chứng nhận thức hơn. Những người gặp các triệu chứng thần kinh bị suy giảm trí nhớ và nhận thức trong các bài kiểm tra nhận thức. Người tham gia nghiên cứu sẽ tiếp tục được theo dõi, sử dụng cả báo cáo triệu chứng và bài kiểm tra nhận thức khách quan để xem các triệu chứng về nhận thức của họ tồn tại trong bao lâu. Bên cạnh đó, những phát hiện khác cho thấy xã hội sẽ phải đối mặt với một cái đuôi dài về bệnh tật của lực lượng lao động do di chứng COVID-19 kéo dài. Khó khăn về trí nhớ có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của mọi người, bao gồm cả khả năng thực hiện công việc của họ một cách chính xác. Điều quan trọng không chỉ vì lợi ích của cá nhân mà còn đối với xã hội là có thể ngăn ngừa, dự đoán, xác định và điều trị các vấn đề liên quan đến COVID-19 kéo dài. Một nhà nghiên cứu tại khoa tâm lý học của Đại học Cambridge là tác giả cao cấp của nghiên cứu trên cho biết tác động của COVID-19 kéo dài đối với dân số lao động có thể rất lớn. Mọi người nghĩ rằng COVID-19 kéo dài chỉ là sự mệt mỏi hoặc ho, nhưng các vấn đề về nhận thức là triệu chứng hậu COVID-19 phổ biến thứ hai. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy nó tác động đáng kể đến khả năng ghi nhớ. Nhiễm virus gây ra COVID-19 có thể dẫn đến viêm trong cơ thể và tình trạng viêm này có thể ảnh hưởng đến hành vi và hoạt động nhận thức theo những cách mà khoa học vẫn chưa thể hiểu đầy đủ, nhưng được cho rằng đó có liên quan đến phản ứng miễn dịch quá mức. Nghiên cứu trên hiện không có dữ liệu về tác động của COVID-19 kéo dài liên quan đến các biến thể Delta hoặc Omicron. Hiện, các nhà khoa học vẫn đang tuyển các tình nguyện viên mới nhằm tìm hiểu thêm những tác động phức tạp của COVID-19 lên não, nhận thức và sức khỏe tâm thần của những người bị mắc bệnh. Nghiên cứu trên cho thấy, ngay cả trong số những người không nhập viện, những người có các triệu chứng ban đầu tồi tệ hơn COVID-19 có nhiều khả năng gặp nhiều triệu chứng liên tục, bao gồm buồn nôn, đau bụng, tức ngực và các vấn đề về hô hấp vài tuần hoặc vài tháng sau đó. Những triệu chứng đó có thể nghiêm trọng hơn ở những người có bệnh ban đầu nhẹ. Nó cũng phát hiện ra rằng những người trên 30 tuổi có nhiều khả năng có các triệu chứng hậu COVID-19 liên tục, nghiêm trọng hơn những người trẻ tuổi. Chúng ta đã biết tiêu chảy là một trong những triệu chứng hậu COVID-19 có thể xảy ra sau khi F0 âm tính. Nguyên nhân là do virus làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa hoặc do dùng thuốc dẫn đến tiêu chảy. Bởi vậy, người bệnh cần lưu ý chế độ ăn uống để nhanh phục hồi chức năng tiêu hóa. Khi bị tiêu chảy, hệ tiêu hóa của con người rất nhạy cảm và rất khó để hấp thụ những loại thực phẩm khó tiêu. Chúng chỉ khiến cho tình trạng bệnh ngày một trầm trọng hơn. Chính vì vậy,
bệnh nhân cần được xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cần ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu để cung cấp đủ năng lượng và nhanh chóng phục hồi hệ tiêu hóa. Hạn chế thực phẩm gây kích thích và có thể làm tổn thương đường tiêu hóa. Khi bị tiêu chảy, người bệnh nên ăn thực phẩm giàu tinh bột như gạo, khoai tây, bánh mì. Thức ăn nên nấu mềm, dạng lỏng nhiều nước như cháo, súp. Khi đỡ hơn có thể ăn đặc dần lên. Một số món ăn thích hợp với người bị tiêu chảy bao gồm cháo trắng muối, cháo thịt băm, súp gà, cháo thịt lợn nạc nấu với cà rốt, khoai tây, bí đỏ. Những món ăn này bổ sung dinh dưỡng để hấp thu, bù nước cho cơ thể và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp người bệnh tiêu chảy nhanh hồi phục. Người bị bệnh tiêu chảy cần uống nhiều nước hơn bình thường để bù lại lượng dịch mất qua phân và nôn. Các loại nước uống phù hợp với người bị tiêu chảy bao gồm nước chín, nước canh, nước cháo, nước trái cây, không thêm hoặc thêm rất ít đường, nước dừa tươi. Có thể sử dụng nước gạo rang, nước cơm, nước cháo muối, cháo đường, nước dùng nấu cà rốt. Rất tốt để bù nước và chất điện giải. Cần lưu ý tránh một số thực phẩm gây đầy hơi, chướng bụng như đậu, bông cải xanh, cải bắp, súp lơ trắng, một số loại trái cây khô như mơ, mận khô, nho khô. Các loại đồ uống như rượu, cà phê và nước có ga không gây tiêu chảy nhưng chúng có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa. Người bệnh nên tránh xa các loại đồ uống này cho đến khi tình trạng bệnh ổn định. Không ăn rau sống và các thực phẩm chưa được nấu chín kỹ, thực phẩm không an toàn. Khi bị tiêu chảy, niêm mạc ruột bị tổn thương nên việc bổ sung thực phẩm giàu kẽm góp phần thúc đẩy nhanh sự phục hồi của đường ruột. Kẽm cũng giúp tăng cảm giác ngon miệng ở trẻ biến ăn sau khi tiêu chảy, giúp trẻ sớm cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Để bổ sung kẽm, tốt nhất người bệnh nên chú ý ăn những thực phẩm chứa nhiều kẽm như thịt gà, chay, hến, tôm, cua, các loại hạt, các loại rau củ như nấm, rau chân vịt. Tuy nhiên, nếu bổ sung kẽm dạng thuốc, cần có sự tư vấn của bác sĩ, không nên tự ý dùng. Cuối tuần qua, một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại bang Texas nước Mỹ thực hiện đã công bố trên tạp chí Pediatrics. Theo đó, dù 96% trẻ có kháng thể lên tới 7 tháng sau khi mắc COVID-19, nhưng có 58% mẫu không có kháng thể tự nhiên ở các lần kiểm tra cuối cùng. Một nghiên cứu mang tên Texas Care do các chuyên gia thuộc Đại học UT Health Houghton thực hiện từ tháng 10 năm 2020 thu nhập và đánh giá dữ liệu của 218 trẻ em ở bang Texas trong độ tuổi từ 5 đến 19 tham gia khảo sát. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá mức độ kháng thể sau một thời gian ở người trưởng thành và trẻ em tại bang này. Các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu cung cấp 3 mẫu máu vào các thời điểm trước tiêm chủng và trong giai đoạn các biến thể Delta và Omicron lây lan. Giáo sư dịch tễ học Sarah Messia, đồng tác giả nghiên cứu cho biết, đây là nghiên cứu đầu tiên trong khuôn khổ Texas Care sử dụng toàn bộ số liệu của cả 3 giai đoạn trên. Bà nhấn mạnh các kết quả rất quan trọng vì các số liệu sử dụng không phân biệt trẻ mắc COVID-19 có triệu chứng hay không, mức độ nặng hay nhẹ, thời điểm lây nhiễm hay các yếu tố như bệnh nền và giới tính. Kết quả cho thấy 96% trẻ có kháng thể lên tới 7 tháng sau khi mắc COVID-19, nhưng có 58% mẫu không có kháng thể tự nhiên ở các lần kiểm tra cuối cùng. Kết quả không tính đến hiệu quả bảo vệ của vaccine. Theo giáo sư Messia, nghiên cứu này chỉ là một bước để hiểu ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 ở trẻ em. Bà nhấn mạnh, chúng ta đều biết kháng thể tự nhiên cùng với kháng thể sinh ra từ vaccine sẽ giúp bảo vệ tốt nhất trước COVID-19. Hiện nay, một số phụ huynh hiểu lầm rằng nếu con họ từng mắc COVID-19 thì sẽ được bảo vệ bởi kháng thể tự nhiên mà không cần tiêm vaccine. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy dù trẻ vẫn có một lượng kháng thể nhất định trong ít nhất 6 tháng sau khi mắc COVID-19, chúng ta vẫn chưa biết chính xác ngưỡng bảo vệ tuyệt đối. Chúng ta hiện có công cụ tuyệt vời để trẻ có thể thêm lớp bảo vệ, đó là tiêm vaccine. Vì thế, nếu các bạn đủ điều kiện tiêm chủng, hãy tận dụng cơ hội đó. Nghiên cứu này hiện vẫn tiếp tục do Cơ quan Y tế bang Texas và Hệ thống Đại học Texas đồng tài trợ. Quý vị thân mến, hậu COVID-19 thường được nhắc đến với nhiều biểu hiện như mất ngủ, đau lưng, đau ngực, mệt mỏi, giảm trí nhớ. Rất nhiều triệu chứng trong đó có hụt hơi, khó thở cũng là vấn đề nhiều người bệnh gặp phải. Tuy nhiên, liệu có phải cứ hụt hơi, khó thở sau khi F0 khỏi bệnh thì đều là triệu chứng hậu COVID-19 hay không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Phổi Thừa Thiên Huế giải đáp. Sau khi khỏi COVID, nhiều người than phiền mình bị hụt hơi, khó thở. Hụt hơi, khó thở thể hiện ra ở nhiều tình huống, gồm đang nói, không nói tiếp tròn câu do hụt hơi. Không hát được tông giọng cao như trước đây, nhất là ca sĩ càng thấy rõ. Làm việc gắng sức, chẳng hạn đi bộ nhanh hơn một chút, leo vài bước cầu thang, vận động mạnh hơn, tự thấy hụt hơi, thở gấp, thiếu khí, hơi thở đứt quãng, tức ngực, tim đập nhanh. Trong khi đó, trước khi bị COVID, những hoạt động này diễn ra rất trôi chảy, không hề khó khăn. Hụt hơi thật ra là khó thở, biểu hiện tình trạng thiếu hơi, thiếu oxy hay đói không khí cung cấp cho cơ thể. Trong bệnh COVID,
Virus SARS-CoV-2 tấn công toàn thân nhưng tập trung chủ yếu ở phổi và hệ hô hấp. Kết quả gây ra nhiều tổn thương vi thể và đại thể. Cụ thể, gây rối loạn quá trình trao đổi khí ở các phế nang và hệ mạch máu bao quanh, làm mất cân bằng oxy cơ thể, gây tổn thương phổi như viêm phổi, xơ phổi, viêm phổi kẽ, làm mất diện tích trao đổi khí, gia tăng tình trạng viêm toàn thân và tại chỗ của hệ hô hấp, gây ra các tổn thương do viêm, rối loạn quá trình trao đổi chất của cơ thể, rối loạn đông máu, làm tắc các vi mạch và nhiều cơ chế đàn xen khác. Cuối cùng dẫn đến nguồn dung nạp oxy hấp thu cho cơ thể sụt giảm và hụt hơi, khó thở là triệu chứng biểu hiện tình trạng thiếu oxy. Sau khi vừa khỏi bệnh COVID, thực chất các tổn thương kể trên chưa kịp hồi phục hoàn toàn và cần phải có thời gian, gây ra rối loạn thông khí hạn chế. Vì vậy, nguồn cung oxy cho cơ thể chưa kịp đáp ứng đủ được ngay, dẫn đến hụt hơi, khó thở. Những bệnh nhân COVID có nguy cơ cao mắc chứng hụt hơi, khó thở hậu COVID bao gồm những bệnh nhân trên 50 tuổi có sẵn các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, bệnh gan thận mãn, ung thư, tim mạch. Những bệnh nhân có can thiệp thở oxy dài ngày, thở oxy dòng cao HFNC, thở không xâm nhập, thở máy. Hiện tại, chưa có thống kê chính thức trên một quần thể cộng đồng lớn, chỉ có những nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy bệnh nhân hụt hơi, khó thở hậu COVID chiếm khoảng 30-50%. Theo Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ bệnh nhân gặp ho khan, hụt hơi, khó thở sau khỏi COVID chiếm khoảng 42-66% số ca mắc, khảo sát được trong vòng 3 tháng sau khỏi bệnh. Quan sát thực tế cho thấy, hụt hơi, khó thở hậu COVID-19 đang gặp phổ biến với nhiều phàn nàn và là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm hiện nay. Các triệu chứng hụt hơi, khó thở thường kéo dài từ vài tuần đến 2-3 tháng sau khi khỏi bệnh COVID-19. Không phải tất cả các bệnh nhân hụt hơi, khó thở hậu COVID đều phải đi khám sau khi khỏi bệnh COVID. Nhiều bệnh nhân sẽ hụt hơi, khó thở sau 2-3 tuần, thấy trong người đã trở lại bình thường như trước bệnh. Không nhất thiết phải đi khám, trong khi đó một số bệnh nhân cần phải đi khám để đánh giá. Có biểu hiện hụt hơi, khó thở kéo dài, không thuyên giảm, ảnh hưởng đến sinh hoạt công việc hàng ngày, nhất là đã kéo dài hơn 3-4 tuần. Người có nguy cơ, lớn tuổi, mắc bệnh nền, thở oxy kéo dài nên tái khám lại ít nhất một lần trong vòng 1-3 tháng kể từ khi khỏi bệnh. Sau khi đã tuân thủ điều trị thuốc men, tập thở, tập phục hồi chức năng hô hấp theo ý kiến của bác sĩ, nhưng tình trạng hụt hơi khó thở không thuyên giảm. Tình trạng hụt hơi khó thở tăng lên rõ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cần tái khám can thiệp sớm. Đến cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ sẽ khám tổng quát, hỏi bệnh sử, tiền sử bệnh và quyết định cho làm những thăm dò, xét nghiệm liên quan để chuẩn đoán xác định. Thông thường, nếu bạn hụt hơi, khó thở hậu COVID sẽ được chỉ định thăm dò các xét nghiệm sau: chụp X-quang ngực không chuẩn bị, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực xem tổn thương phổi, đo các thông số chức năng hô hấp, đánh giá có rối loạn không khí không, siêu âm tim đánh giá bệnh lý tim mạch liên quan, xét nghiệm sinh hóa cơ bản, huyết học. Nhằm ngăn ngừa các hạn chế biến chứng hậu COVID mức độ nhẹ như mệt mỏi, hụt hơi, khó thở, người bệnh nên tập thở, đi bộ nhẹ nhàng, bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Nếu thực hiện mỗi ngày trong và sau khi khỏi bệnh COVID, các triệu chứng hụt hơi, khó thở hậu COVID sẽ nhanh chóng thuyên giảm và sức khỏe trở lại bình thường trong vòng 2-3 tuần. Tập thở. Áp dụng những bài tập thở của Bộ Y tế, Hội Phổi, Hội Hô hấp đề xuất sẽ giúp phục hồi tốt chức năng hô hấp và bạn chỉ cần làm rất đơn giản. Hàng ngày dành thời gian nhiều lần, mỗi lần từ 5-10 phút, hít thở sâu và từ từ chậm vào đằng mũi, rồi thở ra từ từ chậm qua miệng. Cứ làm như vậy nhiều lần, bạn sẽ thấy thông thoáng, đường thở rõ hơn hẳn. Đi bộ. Bạn nên đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày và có thể chia ra 2 lần. Khi đang bệnh, có thể đi lại trong phòng riêng cách ly hoặc ban công của phòng cách ly. Sau khi khỏi bệnh, đi bộ ngoài trời. Vừa đi bộ, vừa kết hợp hít thở đều đặn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tập thêm các bài tập thể dục khác tăng cường, phục hồi hô hấp như đạp xe, bơi lội. Phơi nắng buổi sáng. Nếu phòng cách ly tại nhà có ban công hoặc mở cửa sổ ở vị trí thích hợp cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, bạn nên tranh thủ phơi nắng từ 10-15 phút vào các buổi sáng. Sẽ tạo đủ vitamin D cho cơ thể hàng ngày từ nguồn ánh sáng mặt trời tiếp xúc trực tiếp với da. Ăn uống dinh dưỡng. Nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và protein như cá, thịt nạc, trái cây rau tươi, trứng, sữa, vitamin D cùng với vitamin C và kẽm, tạo ra bộ ba tăng cường miễn dịch cho bạn trước, trong và sau khi bị bệnh COVID. Ngoài ra, khi cơ thể đủ sức đề kháng, sẽ làm giảm đi các triệu chứng hậu COVID.
thực phẩm chứa nhiều vitamin C, các nước chiết xuất từ táo, nho, lê, các thực phẩm chứa các thành phần như L-arginine, L-eucine, L-glutanin và L-cysteine làm tăng sức đề kháng, hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ chống oxy hóa. Sinh hoạt lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, tránh stress và tránh bia rượu. Ở người lớn khỏe mạnh, tổng lượng vi khuẩn đường tiêu hóa ước tính có khoảng 100.000 tỷ, hệ vi sinh vật đường ruột có khoảng trên 500 loài khác nhau, bao gồm các vi sinh vật có lợi chiếm 85% và vi sinh vật không có lợi chiếm 15%. Thông qua cơ chế điều hòa miễn dịch tại ruột, dù có sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh, nhưng cơ thể vẫn ở trạng thái khỏe mạnh nhờ vào sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ, người bệnh COVID-19 có hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và cân bằng sẽ giảm biến chứng sau khi khỏi bệnh. Ngược lại, những bệnh nhân COVID có hệ vi sinh vật kém hơn sẽ dễ bị di chứng COVID kéo dài hơn. Cốc tư vấn đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Hy vọng bản tin của báo Sức khỏe và Đời sống mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.